lên lòng thành kính xin quy tăng lần thứ nhì ta thi âm vi bu đăng sa nắng gạch cha mi con em Bunthang Saranang Gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Thammang Saranang Gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Sanghang Saranang Gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Tutiyam Bunthang Saranang Gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Tu ti yam vi tham mang sa ra nang ga cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy pháp lần thứ nhì. Tu ti yam vi sang khang sa ra nang ga cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ nhì. Ta ti yam vi bun thang sa ra nang ga cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy phật lần thứ ba. Ta ti yam vi tham mang sa ra nang ga cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy pháp lần thứ ba. Tatiyam pisankham sananam gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ ba. Thì saranakahanam nithitam. Pháp quy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. Amavante. Dạ chúng con xin vâng. Manadibhata Veramanishkabhanasamadhyami. Còn xin quan những điều học là quy tránh xa sự sát sanh. Adinadana Veramanishkabhanasamadhyami. Còn xin quan những điều học là quy tránh xa sự trộm cắp. Ta mê su mi cha cha ra veramani sikapanang samadhyami. Còn xin bao nhiêu điều học là quy tránh xa sự tà hạnh. Mu sa wa da veramani sikapanang samadhyami. Còn xin bao nhiêu điều học là quy tránh xa sự nói dối. Sura Vrayamai Chapamai Dathana Vrayamani Sikapanam Samadhyami. Còn xin bao nhiêu điều học là quy tránh xa sự dễ uống rượu và các chất sai. Panatipata Vrayamani Sikapanam Samadhyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Adinna dana veramani sikapadang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Thame sumicca chara veramani sikapadang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà hạnh. Musawada veramani sikapadang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Surame raya mancham pamadanthana veramani sikapadang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và các chất sai.
Imani banchasikabadhani sadukang katoang ap bamade nani chakalang samarak thi tập bằng. Sau khi tọa trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo rồi, phải đáng quân di hành theo chỉ được trong sạch đừng có dễ vui. Amavante, dạ chúng con xin vâng. Sile na sukatin yanti, sile na phuka sambadai, sile na niputin yanti tatmai, silang vị số tha dê. Các chúng sinh đã sanh về cõi trời cũng nhờ dữ giới, được giàu sang đầy đủ tài sản cũng nhờ dữ giới, được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ dữ giới. Bởi các cây cho nên chư Phật tử phát án thọ trì giới luật cho được trong sạch đừng để lầm nhơ. Xa thức lành thai. Un ta mong ghi na quân đi hăng ba đà bán sung và run ta mong bùn thế yô ca lý tu đô su bùn thô ca ma tu tăng mạ măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Un ta mong ghi na quan đi hăng thăm man cho du vị thân quá răng thăm mê vô ca li tu đô su thăm mô ca ma tu tăng mạc măng. Con hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Un ta mong ghi na quan đi hăng sáng khăn cha du vị thon ta mong sáng khi vô ca li tu đô su sáng khu ca ma tu tăng ma mong. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thạnh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Chúng con thành kính cung thỉnh ngài Trí Đức chúc phúc cho hàng Phật tử chúng con được tròn đủ phước báo. Con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Bụt Tha Giá. Phu Ma Tu Sắp Phật Mong Ga Lăng Ra Khanh Du Sắp Phật Đề Hoa Tai Sắp Phật Bụt Đa Hai Nô Pha Vê Nà Sa Đa Sô Thi Phật Văn Du Tê Phu Ma Tu Sắp Phật Mong Ga Lăng Ra Khanh Du Sắp Phật Đề Hoa Tai Sắp Phật Thầm Ma Nu pha we na sa da so thi pa wan tu te pa wa tu sa pa mang ga lang ra khan tu sa pa de wa ta sa pa sang kha hai nu pha we na sa da so thi pa wan tu te tất cả hạnh phúc hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhờ oai đức của chư Phật do nhờ oai đức của giáo pháp do nhờ oai đức của chư tăng các sự thành lời thường thường đến người so an tha lan tho so ki to ro no ho bo tha sa cha ne a ro go so ki to hoi sa sa be nha ti phi sa tha la than so ki ta ro na bo tha sa cha ne a ro ga so ki ta hoi sa sa be nha ti phi te a tha la tha so ki ta ro na bo tha sa cha ne a ro ga so ki ta ho tha sa sa be thị nhà tị khuyên cầu xin cho các thiền tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hóa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiền tín khỏi bình hoàng được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sịt dạ cha nạ ga tham xin tham an tu xin tham an tu xin tham an tu y đăng pha lăng e ta sư minh ra ta na ta ya sư minh sam bá sa đà na chê ta su. Cầu xin cho quả của tâm tín thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Xa thức lành thai,
Chúng con thành kính tri ân Ngài Chế Đức đã truyền tam quy và ngũ giới và chúc phúc cho đạo tràng chúng con. Chúng con thành kính tri ân Ngài. Akasantha cha bhummantha devanaka mahintika punyang no anumodantu chiran rakhantu sasanam. Akasantha cha bhummantha devanaka mahintika punyang no anumodantu chiran rakhantu no garu. Akasantha cha bhummantha devanaka mahintika punyang no anumodantu chiran rakhantu nyatayo. Akasantha cha bhummantha devanaka mahintika punyang no anumodantu chiran rakhantu banino. Akasantha cha bhummantha devanaka mahintika punyang no anumodantu chiran rakhantu no sada. Chư thiên ngữ trên hư không địa cầu thượng ngõ thượng ngữ rõ thông mọi điều, Long Vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước điều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, nguyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui tu đạo màu, tu hành tinh tấn ngọ hầu vô sanh. Phước lành con đã tạo ra, các đời quá khứ hay là đời nay, nghiệp chưa cho quả phước nào, nguyện thành pháp đồ để vào thiện căn. Sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến siêu thăng niết bàn, hãy làm chuyện tốt sẵn sàng, mọi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên. Giúp cho phiền não sớm yên, trở mau giải thoát kê liền kiếp sau. Nếu trẻ chẳng gặp Phật nào, nhầm kỳ độc giác làm sao cùng thành. Nguyện cầu tam bảo từ hằng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại ráng tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham hảo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đại, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Y đằng nô nhà ti năng hồ tu su ki ta hồn tu nhà ta vô. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đạo quả vạn, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Y đằng quát tập mê phùn nhân a sa quát khách gia quát hằng hồ tu. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngũ ngầm nơi tâm. Với phần phước mà con đã tạo, con kính dâng đến chư tôn đức tăng, con kính dâng đến ngài trị đức, cô tu nữ chư pháp, quý sư, quý bà, quý cô tu nữ. Thầy kinh, nguyện cầu quý ngài pháp thể kinh an, đạo quả sớm viên thành. Con kính dâng quả phước này đến chư thiên ngự ở mười muôn triệu thế giới xa bà, vũ trời đế thích, diêm vương. Xin quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước báo thanh cao này. Con kính chia phước này đến đạo tràng. Nguyện cầu quý đạo hữu an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Thế Tôn Gotama. Y đằng nô phun nhân ni bàn na sa bát cha yo hồ tú. Cho sự phước báo mà chúng con trong sạch làm đây, xin hãy là pháp duyên lành để thành tựu niết bàn. Xa thức lành thai. Giờ lễ bái tam bảo đã hoàn mãn, con kính tri ân ngài trí đức, con kính tri ân đạo tràng. Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sằng Kha Ya. Dạ thưa con kính dâng biết lại đến cho ngài trí đức để điều hành buổi học ngày hôm nay ạ. Xa thức, xa thức, xa thức. Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sằng Kha Ya. Kính lễ chư tôn thiền đức tăng, kính lễ đức Phật thánh,
Xin chào cô tu nữ Như Pháp, xin chào chư thiện nam tín nữ. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 165. Và trước khi bước vào bài học này, xin phép được tán dương ân đức Tam Bảo. Buddho Mahesi Arang Tathā Gato Lo Kutamo Sop Bhagaru Hi Chet Thakko Lo Ka Sư Sát Thà Chá Na Đầm Mất Phụ Quý Đồ Sư Quỳnh Đà Má Hành Tân Ná Rá Phù Chá Này Giác Cần Như Lai Giác Ngộ Pháp Màu Ngài Bậc Trí Thức Không Đâu Sanh Bằng Thoát Ly Phiền Não Trói Trăng Tối Thượng Giáo Chủ Trí Năng Vô Lượng Tứ Đế Ngài Đã Tin Tưởng Thông Minh Dạy Bảo Dân Lương Thoát Trần. Con xin đảnh lễ Phật ân đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Tham mô bất đi bồ quý ta sa sát tu lô ca nó mình tha sa quý na ca rô cô sắp phần nhu bố thập bất đi phụ tí sanh nhá tù hoàn đà má hình tăng ná ra phù. Cái này giác cần pháp bảo với như ánh vàng, như la soi sáng, vẹt màng, vô minh, phá tan, lầm lạc dụng sinh, đại diện Phật tổ, quang minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ Pháp Quang đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sân khô quý số thô chú Phát Tát xa xào quốc cô thích thà chú ca mô quá đất thầm má thích các cô niên đà và sân xa đi hát nà đá rù quá rù hoành đà má hành tăng đá rá phù. Cái này rất cần tâm bảo thinh văn Phật Đà tâm học mong rõ để mà thoát thân các ngài thanh tịnh ly trần xa lìa thể pháp phàm nhân ai bị. Con xin đại lễ tăng hy đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Rất tận át tế gia tề chê nó sẽ ca mê tu quá tha năng ta xa vi a nu qua về nó sẽ hát xa về nó sẽ chặt tú cầu xin tâm bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy gia phần tăng dương ân đức Tam Bảo đã xong. Bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay, câu Phật ngôn 165. Câu này hơi dài ha, không sao. Chúng tôi sẽ hướng dẫn một lần hai câu. Áp tân à quá cá tăng ba bằng áp tân à quá cá tăng ba bằng áp tân à quá cá tăng ba bằng áp tân à sang ki li sa ti áp Attana sankilisati Attana sankilisati. Rồi bây giờ ôn lại hai câu này. Attana wakatang babang Attana sankilisati Attana wakatang babang Attana Attana sankilisati Attana wakatang babang Attana sankilisati. Với hai câu này qua dòng kinh như vậy thì trong dòng kệ chúng ta cũng đọc liền một lần hai câu ha. Tana wa ka tang ba bang an tana sang ki linh sa ti an tana wa ka tang ba bang an tana sang ki linh sa ti an tana wa ca tăng ba bằng anh ta na sang kỳ lên xa đi. Rồi chúng ta chỉ biết hai câu ha, hai câu đầu mà chúng ta đọc được, hai câu kế chúng ta cũng như vậy chắc chắn sẽ thành công. Rồi bây giờ câu số 3, câu số 4. Attana akatang ba bằng
Rồi bây giờ chúng ta ôn hai câu này ha. Attana akatang ba bằng attana wawisu chati. Attana akatang ba bằng attana wawisu chati. Attana akatang ba bằng attana wawisu chati. Rồi bây giờ qua giọng trẻ thì chúng ta cũng nên đọc một lần hai câu. Attana ca tăng ba bằng antana wa vi sun cha ti. Antana ca tăng ba bằng antana wa vi sun cha ti. Antana ca tăng ba bằng antana wa vi sun cha ti. Rồi bây giờ chúng ta còn hai câu cuối. Sốt thi a sốt thi bát chát tăng. Sốt thi a sốt thi bát chát tăng. Sốt thi a sốt thi bát chát tăng. Nan nhô an nhân quý sô tha dê. Nan nhô an nhân quý sô tha dê. Nan nhô an nhân quý sô tha dê. Rồi bây giờ chúng ta ôn hai câu này ha. Sút thi a sút thi bát chát tăng nan nhô an nhân quý sô tha dê. Sút thi a sút thi bát chát tăng nan nhô an nhân quý sô tha dê. Sút thi a sút thi bát chát tăng nan nhô an nhân quý sô tha dê. Rồi bây giờ chúng ta qua giọng kệ ha. Sun thi a sun thi ba chan tăng nan nhô an nhân quy số tha dê. Sun thi a sun thi ba chan tăng nan nhô an nhân quy số tha dê. Sun thi a sun thi ban chan tăng nan nhô an nhân quy số tha dê. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại toàn bộ câu Phật ngôn 165. Kính lễ để Đức Phước Sang vừa đến với Pháp hội. Cuối câu số 2 là đoạn âm. Cuối câu số 4 cũng là đoạn âm. Vậy thì chúng ta đọc như thế nào? Quý vị đọc mệt nghỉ. Nghĩa là nơi là trường âm thì nghỉ. Đừng có dừng là âm. Nhà có thể hơi hơi hoặc là cười. Bây giờ Attana Attana bằng Attana sang kele sati Attana tana akang
bà bằng ắt danh là what we so that we so we are so thì ban cha tăng nan nhô an nhân quý sô ha ye quý vị đọc được như vậy không? Có nhiều vị trong này hơi cùng chúng tôi nữa. Sao? Giờ đọc ra ha. Ất tăng ngã tăng bằng Ất à sân sát tăng ngã tí sô kì à ngã quý vị à nành sô thát dê. Còn nghe không? Rồi, đó là dùng kinh ha. Quý vị không có hơi dài thì có thể dừng lại để trường âm ha. Rồi, bây giờ qua dòng kệ nè. Ất tana wa ca tăng ba bằng an tana san kỳ linh cha tỷ an tana a ca tăng ba bằng an tana wa vi sun cha tỷ sun thi a sun thi ban chân tăng an vô an nhân vi sun tha về anh ta na wa ca anh tăng ba bằng anh ta na san kỳ linh sa tỷ anh ta na a ca tăng ba bằng anh ta na wa vi sun cha tỷ sun thi a sun thi ban chan tăng nan nhô an nhân vi sun tha về tự mình điều ác làm tự mình làm nhiễm ô tự mình ác không làm tự mình làm thanh tịnh tịnh không tịnh tự mình không ai thanh tịnh ai. Rồi bây giờ xin mời bàn tay của Sik Metta Sik Kim. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, cảm ơn cô Kim, cảm ơn Tina. Dạ, cảm ơn cô Đờ Men cho biết tín hiệu đã nghe được âm thanh rõ. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Tri Đức cùng Chư Tôn Đức, con kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu Pháp Cú 165. Attana wakatang ba bang attana sankilit sati attana akatang ba bang attana wa visut chati sut thi asut thi bak chat tang nan nyo an nhang viso thay về. Dạ, con xin phân tích at trường âm nhấn ta đoạn âm. Na trường âm thông thường, quá cá hai đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ba trường âm thông thường, băng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, át trường âm nhấn, tá đoạn âm, na trường âm thông thường, sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ký đoạn âm, lít trường âm nhấn, xá tí hai đoạn âm, át ta na quá cá tăng ba băng át ta na sang ký lít sati. Dạ, câu 3 và câu 4. Át trường âm nhấn, tá đoạn âm, na trường âm thông thường, á cá hai đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ba trường âm thông thường, băng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, át trường âm nhấn, tá đoạn âm, na trường âm thông thường, quá quý hai đoạn âm, suốt trường âm nhấn, tí hai đoạn âm. Attana akatang ba bang attana wa wisut
chati soti asoti bắt chắc tăng. Dạ vậy con lộn, con chưa phân tích câu 4. Dạ con xin phân tích tiếp câu 4. Suốt trường âm nhấn thí đoạn âm á đoạn âm suốt trường âm nhấn thí đoạn âm bắt chắc hai trường âm nhấn tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ con đã lộn rồi, con phân tích qua câu số 5 rồi. À, thôi con phân tích tiếp câu số 6. Nanh trường âm nhấn, nhô trường âm thông thường, anh trường âm nhấn, nhăn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý đoạn âm, xô trường âm thông thường, thả đoạn âm, và dê là trường âm thông thường. Cho con đọc lại toàn bài. Attana wakatang ba bang attana sankilit sati attana akatang ba bang attana wawisut chati sut thi asut thi bak chat tang nanh nhô anh nhăn quý sô tha dê. Attana wakatang ba bang attana sang kilit sati attana akatang ba bang attana wawisut chati sut thi asut thi bak chat tang nanh nhô anh nhăn quý sô tha dê. Tự mình điều ác làm, tự mình làm nhiễm ô, tự mình ác không làm, tự mình làm thanh tịnh, tịnh không tịnh, tự mình không ai thanh tịnh ai. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Attana wa ka tăng ba bằng attana sang kỳ liệt sa ti attana a ca tăng ba bằng attana wa quy suốt cha ti suốt thi a suốt thi bắt chặt tăng nành nhô anh nhắn quy sổ tha. Dạ con đã đọc xong và kệ xong, có chỗ nào sai sót thì xin Ngài Tý Đức cùng với quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa cho con. Dạ con kính mời cô Kim. Con xin kính chào sư Chí Đức, sư Phước Sang, sư Phước Thạnh, các sư, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Quý vị có nghe âm thanh của con liên tục rõ ràng không? Tự bây giờ không biết tại sao con cứ nghe bị đứt và nhất là của âm thanh của bên sư nó đứt khoảng, rồi cô Mít Trà cũng vậy, đứt nghe tiếng mắt tiếng còn. Vậy sư nghe âm thanh con liên tục phải không? Dạ con xin cảm ơn. Dạ rõ mà có liên tục không? Cái thấy mấy lúc lại thấy sư với cô Mít Trà nói đọc cứ đứt tiếng mắt tiếng còn. Dạ hiểu rõ ha. Bữa nay thắp nguồn Lào Cai đi đâu rồi cha, cảm ơn Lạc Lê nói liên tục vậy tốt rồi. Bữa nay trời không yên, gió không lạnh, sao không thấy vô. Dạ con xin trả bài kinh Pháp Cú số 165. Attana wakatang ba bằng attana sang kilisati at Tana akatang bằng attana wavisuk chati suk ti asuk ti phát chắc đằng nằm nhô anh nhằn đi hồ tha dê. Attana wakatang ba bằng attana sang kilisati attana akatang ba bằng attana wavisuk chati suk ti asuk ti phát chắc đằng nằm nhô anh nhằn đi hồ tha dê. Con xin phân tích bài này làm hai phần thôi, một lần ba câu
để khỏi bị về, khỏi đi lộn chỗ nào cũng có Attana, Attana ha. À, con xin phân tích câu 1, câu 2, câu 3. Ắt trường âm ngắn, tá đoạn âm, na trường âm thông thường, quá khá hai đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ba trường âm thông thường, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu số 2, ắt trường âm ngắn, tá đoạn âm, na trường âm thông thường, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ký đoạn âm, lít trường âm ngắn, tá tí hai đoạn âm. Câu số 3, ắt trường âm ngắn, tá đoạn âm, na trường âm thông thường, á khá hai đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ta trường âm thông thường, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại câu 1, câu 2, câu 3, rồi đọc câu 4, câu 5, câu 6 và phân tích câu 4, câu 5, câu 6. Attana wakatang ba bang attana sang kilisati attana akatang ba bang attana wavisuk jati sukti asukti phát chắc tăng nam nhô anh nhăn vi hồ tha về. Phân tích câu số 4, ắt trường âm nhắn, tá đoạn âm, na quá quý hai đoạn âm, xuất trường âm, xuất trường âm nhắn, chá tí hai đoạn âm. Câu số 5, xuất trường âm nhắn, thí á hai đoạn âm, xuất trường âm nhắn, thí đoạn âm, tắc chắc hai trường âm nhắn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu cuối cùng, hai câu cũng cùng từ số 6 luôn. Câu cuối cùng, năm trường âm ngắn, nhô trường âm thông thường, anh trường âm ngắn, nhân trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý đoạn âm, xô trường âm thông thường, khá đoạn âm, dê trường âm thông thường. Đọc lại câu 4, câu 5, câu 6 rồi đọc lại nguyên bài và ca chị em. Attana wavisuk jati sukti asukti phát chắc đằng nằm nhô anh nhằn vi hồ thá về. Attana wata cần bà bằng Attana sang chi li sati Attana akatang bà bằng Attana wavisuk jati sukti asukti phát chắc tăng nằm nhô anh nhằn vi thổ tha về. Ta đọc lại lần nữa không ta? Đọc lại lần nữa đi. Attana wakatang ba bang attana sang kilisati attana akatang ba bang attana wavisuk jati sukti asukti phát chắc tăng nằm nhô anh nhằn vi thổ tha về. Thái Duy thích nhất thì chữ Thái Duy. Attana wakatang ba bang attana sang kilisati attana akatang ba bang attana wavisukchati sukti asukti takchang nam nyo anyang viso thaye. Attana wakatang ba bang attana sang kilisati attana akatang ba bang attana wavisukchati sukti asukti phakchatang nanyo anyang viso thaye. Tự mình điều ác làm, tự mình làm nhiễm ô, tự mình ác không làm, tự mình làm thanh tịnh, tịnh không tịnh tự mình, không ai thanh tịnh ai. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu cho câu kinh Pháp Cú 165. Sư cho con ba bông hoa trước hết người ta luôn ha. Con cảm ơn sư Đồ Men Metta Chi Nga Lạc Lê cho bông nước trà là vỗ tay vỗ chân mấy người chi cho bông hoa không. Anyway, con cũng cảm ơn các sư và quý vị đã cho con bông hoa cùng vỗ tay vỗ chân. Nhưng nói tính lại ha, con có sai điều gì xin các sư, các cô tu nữ và quý vị Phật tử chỉ cho con biết để con sửa. Và con xin cảm ơn và chúc quý vị được an vui và may mắn nghe được cái đọc xa nghe. Không biết người nào kế tiếp nữa, con chạy thay chạy vô hoài con không biết. Con xin mời người kế tiếp.
Con xin kính lễ Ngài Tri Đức. Con xin kính chào các cô chú trong tràng. Con xin phép được đọc câu kinh Pháp Cú số 165. Attana vakatang ba bang attana sang kilisati attana akatang ba bang attana vavisuchati sutia suti pachatang nam nyo anyang visu ta ye. Dạ, con xin phân tích cách đọc câu 1 và câu 2. Attana vakatang ba bang attana sang kilisati át trường âm nhấn, tá đoạn âm, na trường âm thông thường, vá, cá, hai đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ba trường âm thông thường, băng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, áp trường âm nhấn, tá đoạn âm, na trường âm thông thường, sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ký đoạn âm, lít trường âm nhấn, xá, tí hai đoạn âm. Câu 3 và câu 4. Attana akatang ba bằng attana vavisuchati át trường âm nhấn, tá đoạn âm, na trường âm thông thường, á, cá hai đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ba trường âm thông thường, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, át trường âm nhấn, tá đoạn âm, na trường âm thông thường, quá, quý hai đoạn âm, suốt trường âm nhấn, chá, tí hai đoạn âm. Câu 5 và câu 6. Sutia suti bắt chất tăng nằm nhô âm nhăn vi sù tha dê. Suốt trường âm thí đoạn suốt trường âm nhấn, thí đoạn âm, á đoạn âm, suốt trường âm nhấn, thí đoạn âm, bắt trường âm nhấn, chắc trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, năm trường âm nhấn, nô trường âm thông thường, anh trường âm nhấn, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý đoạn âm, xô trường âm thông thường, thá đoạn âm, dê trường âm đọc trường âm thông thường. Đọc lại nguyên bài. Attana vakatang ba bằng attana sang kilisati attana akatang ba bằng attana vavisuchati sutia suti pachatang om nyo om nyang visu tha ye. Bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu: tự mình điều ác làm, tự mình làm nhiễm ô, tự mình ác không làm, tự mình làm thanh tịnh, tịnh không tịnh tự mình, không ai thanh tịnh ai. Và con xin đọc lại lần nữa đi. Attana vakatang ba bằng attana sang kilisati attana akatang ba bằng attana vavisuchati sutia suti pachatang nam nyo anyang viso tha ye. Attana vakatang ba bang attana sang kilisati attana katang ba bang attana va visuddhati suddhiya suddhi bacchan tang nam nyo anyang visu tha ye. Dạ, con xin không có sai chỗ nào, xin Ngài và quý vị trong đạo tràng sửa chữa giúp cho con. Con xin kính mời vị kế tiếp. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Thầm Ma Giá, Nam Mô Sân Kha Giá. Dạ, hôm nay con bị cảm nên chỉ là mới được ở nhà. Thì con xin kính định lễ Ngài. Và con cũng mới xin tham gia đọc cái câu Pháp Cú. Dạ, câu Pháp Cú số 165. Dạ, con cảm ơn Trina, chị Mít Ta và Châu Phan đã cho biết âm thanh rõ. Dạ, con xin đọc câu Pháp Cú số 165 ạ. Attanya vakatang ba bằng attanya sam kilisati attanya akatang ba bằng attanya vavisu cha tí su thí át su thí bát cha tầng
nhà nô nhà năng quý sổ thái về tự mình điều làm, tự mình làm nhiễm ô, tự mình ác không làm, tự mình làm thanh tịnh, tịnh không tịnh, tự mình không ai thanh tịnh ai. Dạ, đó bản dịch của ngài Hòa thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin phân tích ạ. Dạ, chữ ác đó là trường âm nhấn, chữ tá là đoạn âm, chữ nha là trường âm thông thường, chữ quá là đoạn âm, chữ cá là đoạn âm, chữ tăng là trường âm đập thủy giọng nguyên âm, chữ ba là trường âm thông thường, chữ băng là trường âm đập thủy giọng nguyên âm. Và câu hai là át tá nhà sam ký lít xá tí, chữ át là trường âm nhấn, chữ tá là đoạn âm, chữ nha là trường âm thông thường, chữ xăng là trường âm đập thủy giọng nguyên âm, chữ ký là trường là đoạn âm, chữ lít là trường âm nhấn, chữ xá là đoạn âm, chữ tí là đoạn âm. Và câu ba là át tá nhà a cát tăng bà bằng, chữ át là trường âm nhấn, chữ tá là đoạn âm, chữ nha là trường âm thông thường, chữ a là đoạn âm, chữ cá là đoạn âm, chữ tăng là trường âm đập thủy giọng nguyên âm, chữ ba là trường âm thông thường, chữ băng là trường âm đập thủy giọng nguyên âm. Và câu bốn là át tá nhà quá quý xuất cha tí, chữ át là trường âm nhấn, chữ tá là đoạn âm, chữ nha là trường âm thông thường, chữ quá là đoạn âm, chữ xí là đoạn âm, chữ xuất là trường âm nhấn, cha là đoạn âm, đoạn âm, và chữ tí cũng là đoạn âm. Và câu thứ năm là xú thí a xú thí bát cha tăng, chữ xuất là trường âm nhấn, chữ thí là đoạn âm, chữ á là đoạn âm, chữ xuất là trường âm nhấn, và chữ thí là đoạn âm, chữ bát là trường âm nhấn, chữ cát là trường âm nhấn, và chữ tăng là trường âm đặc thủy giọng nguyên âm. Câu số 6 là nhanh nhô nhân năng quý sổ thái về, chữ nhân là trường âm nhấn, chữ nhô là trường âm thông thường, chữ nhân là trường âm nhấn, và chữ năng là trường âm đặc thủy giọng nguyên âm, chữ quý là trường là đoạn âm, chữ xô trường âm thông thường, chữ thá là đoạn âm, chữ dê là trường âm thông thường. Dạ, con đọc như vậy, nếu có chỗ nào sai thì bạch ngài sửa giùm con, chứ con xin đọc bài kệ. Dạ. A ta nha quán ca tăng ba văn, a ta nha sang kỳ linh sa tì, a ta nha a ca tăng ba văn, a ta na quá quy su cha tì, su thi a chút thì bắt cha tăng, nhà nhô anh nhân quy số tha về, a ta nhà quang ca tăng ba băng, a ta nhà sang kỳ lịch cha tì, a ta nhà a ca tăng ba băng, a ta na ya quy số cha tì, chư thi a chun thi ba chan tăng, nhà nô nhà năng quy xuống tha về, tự mình làm và tự mình điều ác làm, tự mình làm nhiễm ô, tự mình ác không làm, tự mình làm thanh tịnh, tịnh không tịnh, tự mình không ai thanh tịnh tịnh ai. Dạ, con bị khăn tiếng quá. Dạ, con kính cảm ơn ngài. Dạ, con xin dừng mic lại cho vị kế tiếp. Cảm ơn ngài chị Thừa Man, cảm ơn Nhật Hà. Dạ. Alo, 1 2 3 1 2 3, tặng ba cành hoa và khích lệ tinh thần, mặc dù sức khỏe không được tốt ha, nhưng mà ba cành hoa này là tán thưởng. Coi như bệnh nhưng mà đưa tay lên đọc, đó là một cái tinh thần nghĩa là rất là đáng khen ngợi, nhưng mà sai thì phải sửa.
Chị Tâm Hương mới có mấy ngày không vô đạo tràng mà chữ Attana, chữ Na mà đọc thành chữ Nha ha. Attana chữ Na nha, chứ không phải chữ Nha. Nhớ. Rồi câu cuối cùng: Nam nhô anh nhân quý sô tha về. Thì chữ Nam nhô chỗ này hơi phóng tâm này, hơi lúng túng này. Nam nhô anh nhân quý sô tha về, nhớ chữ này ha. Rồi thì bây giờ chúng ta thông cảm, sức khỏe không được tốt nhưng mà tinh thần học hỏi thì rất cao, đó là điều tán thán bằng ba cành hoa, nhưng mà sai phải sửa. Đừng quý vị đừng nghĩ ô lên muốn đọc gì thì đọc, đọc sai phải sửa. Cho nên người ta nói tôi là ông già khó chịu, ông già kiếm chuyện, sai có chút xíu mà cũng sửa lưng. Chúng tôi bị rồi, không sao, thà mang tiếng ác như vậy nó sống lâu ha. Quý vị thông cảm nha, tôi cố gắng đọc cho đúng thì không có bị sửa lưng đâu. Rồi bây giờ còn vị nào nữa? Alo, hay là thấy bị la Sĩ Kê Tâm Phương rồi sợ quá không dám đưa tay. Ai chắc là Nam Nhi Chi Ký Giang Nhật Hà đưa tay liền, đâu có ngán ha. Rồi mời huynh Giang Nhật Hà nha. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Trí Đức, Sư Phước Sang, Sư Phước Thạnh, cô tu nữ Như Pháp và toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin phép được đọc câu Pháp Cú số 165 ngày hôm nay ạ. Dạ, con cảm ơn Sư đã bố bài. Atta, Attana Wakatang Ba Bang Atta. Attana sankilisati attana akatang ba bang attana wawisut chati sut thi asut thi bat chat tang nan nyo an nhang wiso tha ye. Attana wakatang ba bang attana sankilisati attana akatang ba bang attana wawisut chati sut thi asut thi bát chát tăng nan nhô an nhang quy số tha về. Dạ, con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Attana wakatang ba bằng attana sang kilisati. At là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, na là trường âm thông thường, quá cá là hai đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ba là trường âm thông thường, băng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ách là trường âm nhân, tá là đoạn âm, na là trường âm thông thường, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ký là đoạn âm, lít là trường âm nhấn, xá tí là hai đoạn âm. Attana wakatang ba bằng attana sang kilisati. Và câu số 3 và câu số 4. Attana akatang ba bằng attana Attana wawisut chati. Ách là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, na là trường âm thông thường, á, cá là hai đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ba là trường âm thông thường, băng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ách là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, na là trường âm thông thường, quá, quý là hai đoạn âm, sút là trường âm nhấn, chá tí là hai đoạn âm. Attana akatang ba bằng attana wawisut chati. Và câu số 5 và câu số 6. Sutthi asutthi bat chat tang nan nyo an nhang wiso tha ye. Sut là trường âm nhấn, thí á là hai đoạn âm. Sut là trường âm nhấn, thí là đoạn âm. Bat chat là hai trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, nan là trường âm nhấn, nhô là trường âm thông thường, anh là trường âm nhấn,
Nhân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý là đoạn âm, so là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, dê là trường âm thông thường. Sút thi a sút thi bách chát tăng nan nhô an nhân quý so thá dê. Dạ con xin đọc lại từ đầu ạ. Ách ta na quá cá tăng ba bằng ách ta na sang ki lít sa ti ách ta na ách tăng ba bằng ách ta na quá quý sút chát ti sút thi a sút thi bách chát tăng nan nhô an nhân quý so thá dê. Tự mình điều ác làm, tự mình làm nhiễm ô, tự mình ác không làm, tự mình làm thanh tịnh, tịnh không tịnh tự mình, không ai thanh tịnh ai, là bản dịch Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Attana wa ka tang ba bang attana sang kin sa ti Attana aka tang ba bang attana wa wi sut cha ti sut thi a sut thi bat cha tang nan nyo an nhang wi so tha ye Attana wa ka tang ba bang attana sang ki le sa ti Attana aka tang ba bang attana wa wi sut cha ti sut thi a sut thi bat cha tang nan nyo an nhang wi so tha ye. Tự mình điều ác làm, tự mình làm nhiễm ô, tự mình ác không làm, tự mình làm thanh tịnh, tịnh không tịnh tự mình, không ai thanh tịnh ai. Dạ con đã đọc và kể xong, có sai nhờ sư và đạo tràng chỉnh sửa giùm cho con. Dạ con xin kính mời vị kế tiếp ạ. Nam mô Bụt Tha Yết, Nam mô Tham Ma Yết, Nam mô Sang Kha Yết. Con kính lãnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính lãnh lễ ngài Trí Đức, quý sư, quý bà, quý cô tu nữ. Con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc bài câu pháp cú số 165. Attana wakatang pa pang attana sankhilisati attana akatang pa pang attana wawisuchati sutthi asutthi paccatang nanyo anyang wiso thaye attana wakatang pa pang attana sankhilisati attana akatang pa pang attana wisuchati sutthi asutthi paccatang nanyo anyang wiso thaye. Con xin phân tích câu 1 và 2. Attana wakatang pa pang attana sankhilisati ách trường âm nhấn, tá đoạn âm, na trường âm thông thường, quá đoạn âm, cá đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ba trường âm thông thường, băng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ách trường âm nhấn, tá đoạn âm, na trường âm thông thường, sân trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ký đoạn âm, lít trường âm nhấn, xá tí hai đoạn âm, ách tá na quá cá tăng và bằng ách Attana sankhilisati câu 3 và 4. Attana akatang pa pang attana wawisuchati ách trường âm nhẫn tá đoạn âm na trường âm thông thường á cá hai đoạn âm tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm ba trường âm thông thường băng trường âm đọc theo giọng nguyên âm ách trường âm nhẫn tá đoạn âm na trường âm thông thường quá đoạn âm quý đoạn âm suốt trường âm nhấn trá tí hai đoạn âm suốt trường âm nhấn xin lỗi câu 3 và câu 4 con xin đọc. Attana akatang pa pang attana wawisuchati câu 5 và 6. Sutthi asutthi paccatang nanyo anyang wiso thaye
Xuất trường âm nhấn thí đoạn âm á đoạn âm xuất trường âm nhấn thí đoạn âm bát trường âm nhấn chát trường âm nhấn tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm nanh trường âm nhấn nhô trường âm thông thường anh trường âm nhấn nhân trường âm nhấn trường âm đọc theo giọng nguyên âm quý đoạn âm xô trường âm thông thường thá đoạn âm dê trường âm thông thường xuất thí á xuất thí bát chát tăng nan nhu an nhân quý su tha ye at ta na wa ka tang ba pang at ta na sang khi li sa ti at ta na a ka tang ba pang at ta na wa wi su cha ti su ti a su ti pa cha tang nan nhu an nhân quý su tha ye tự mình điều ác làm tự mình làm nhiễm ô tự mình ác không làm, tự mình làm thanh tịnh, tịnh không tịnh, tự mình không ai, thanh tịnh ai, của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Anh ta na wa ca tăng ba băng, anh ta na sang kỳ linh sa ti, anh ta na a ca tăng ba băng, anh ta na wa vi sun cha ti sun thi a sun thi ban chan tăng nan nhu an nhân vi su tha ye anh ta na wa ca tăng ba băng Dạ thưa con bị rớt mic rồi, con xin bài lại thưa ngài. Con xin sám hối, con xin phép được đọc lại. An ta na wa ka tang pa bang an ta na sang khi lin sa ti an ta na a ka tang pa bang an ta na wa vi sun cha ti sun thi ha sun thi pan chan tang nan nhu an nhang vi so tha ye. Dạ, con đã đọc xong, con có sai xin ngài và đạo tràng sửa giùm cho con. Con kính mời vị kế tiếp ạ. Alo, sa thủ, sa thủ, xích tin à. Rất mic lượm lên chứ có gì đâu mà huynh Giang Nhật Hà nó đang chạy ngon lành cái rất mic. Có nhiều người rất mic bỏ chạy luôn ha. Nhưng ở đây này rất mạng chứ không phải mất mạng à, cho nên Christina thấy là rất lượm lên rồi cũng hoàn thành bổn phận ha. Sà thú hôm nay Christina khỏe hơn mấy bữa trước. Mấy bữa trước hay còn cảm cảm giống như sĩ Tâm Phương. Nhưng mà hôm nay sĩ Tina qua dụng kinh lễ ba tâm bảo rồi bây giờ lên trả bài thấy sức khỏe tốt hơn. Cái giọng thấy có phong độ ha. Rồi, mến chào cô tu nữ Tuệ Duyên. Rồi, ai nữa ta? Cô tu nữ Tuệ Duyên, cô tu nữ Phúc Hạnh. Rồi, bài này chắc khó, trên hai vị này không dám đưa tay. Alo, cô tu nữ Tự Duyên dám đưa tay không? Cô tu nữ Phúc Hạnh. Câu này thấy dài, thấy cái bộ khó ha. Có người đọc sai rồi nghe. Trong đạo tràng chúng ta, bài này có người đọc sai đó. Hù như vậy, cái cô tu nữ Tự Duyên dám đưa tay không? Alo, cô tu nữ Phúc Hạnh. Thầy không? Cô tu nữ Tự Duyên thế. Yếu cơ hơn cô tu nữ Phúc Hạnh. Cô tu nữ Phúc Hạnh đã đưa tay rồi kìa. Rồi, đưa tay sắp hàng luôn đi. Cô tu nữ Tự Duyên. Thôi mời cô tu nữ Phúc Hạnh trước đây. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá.
Con thành kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức. Con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng trong đạo tràng. Kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Mến chào chư Phật tử. Hôm nay con xin đọc câu pháp cú số 165 và con dạ phúc hành cảm ơn đạo tràng đã cho biết tín hiệu. Dạ cảm ơn Ngài đã bót bài cho con. Atana vakatang ba bang atana sang kilisati atana akatang ba bang atana vavi suốt chati suốt thi ba chát tăng nhàn đồ an năng vi sổ tha về. Con phân tích câu 1 và câu 2. Atana vakatang ba bang atana ta na sang kilisati. Át là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, na là trường âm thông thường, vá cá là hai đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ba là trường âm thông thường, băng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Át là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, na là trường âm thông thường, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ký là đoạn âm, lít là trường âm nhấn, xá tí là hai đoạn âm. Câu 3 và câu 4. Atana akatang ba bằng atana va vi suốt cha tí. Át là đoạn là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, na là trường âm thông thường, á cá là hai đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ba là trường âm thông thường, băng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Át là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, na là trường âm thông thường, quá ví là hai đoạn âm, suốt là trường âm nhấn, chá tí là hai đoạn âm. Câu 5 và câu 6. Suốt thi a suốt thi bát chát tăng nhẹ nhanh đồ an nhăn ví sô thá dê. Suốt là trường âm nhấn, thí là đoạn âm, á là đoạn âm, suốt là trường âm nhấn, xí là đoạn âm, bát là trường âm nhấn, chát là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, nhan là nan là trường âm nhấn, nô là trường thông thường, an là trường âm nhấn, chăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ví là đoạn âm, xô là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, dê là trường âm thông thường. Atana vakatang ba bằng atana sang kilisati atana akatang ba bằng atana navi suốt chati suốt thi a suốt thi ba chatang nhà nô an nhằng vi sô tha dê. Atana vakatang ba bằng atana sang kilisati atana akatang ba bằng atana va vi suốt cha ti suốt thi a suốt thi bát cha tăng nhà nô an nhằng vi sô tha dê. Tự mình điều ác làm, tự mình làm nhiễm ô, tự mình ác không làm, tự mình làm thanh tịnh, tịnh không tịnh tự mình, không ai thanh tịnh ai. Đó là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin cỡ. Atana vaka tăng ba bằng atana sang kilisa ti atana aha ka tang ba bang atana wa vi su cha ti su thi a su hun thi ba cha tang nya nu an nhang vi su tha ye. Dạ con đã đọc và phân tích và kệ xong, có sai chỗ nào xin Ngài và đạo tràng chỉnh sửa. Dạ con xin xuống mic, xin mời vị tiếp theo ạ. Alo, 123, 123. Cô tu nữ Phúc Hạnh, âm thanh rất là tốt. Phân tích thì chỉ có một từ,
câu cuối cùng, nan nhô an nhân quý sô thá dê kiến anh ha, chứ không phải đọc là nha nô ha. Nan nhô an nhân quý sô thá dê, à chỉ có sai cái từ nan nhô rồi. À, cô tu nữ phúc hạnh đại vô trẻ, à, cho nên quý vị cũng thông cảm ha, cái từ này cũng khó chứ không phải dễ. À, hồi nãy chú Tâm Phương cũng sai chỗ này ha. Rồi xa tú cô tu nữ phúc hạnh. Rồi cô tu nữ tự duyên đâu rồi, bàn tay cô tu nữ tự duyên. Rồi hôm nay rồi xa tú đưa bài học lên cho thấy nè. Dạ xa thú dạ kính tri ân ngài. Nam mô Bụt Tha Giá, nam mô Tham Ma Giá, nam mô Sa Giá. Con thành kính lãnh lễ chư tôn đức, kính lễ ngài Trí Đức, à, sư Tuệ Đức, sư Phước Sang, kính lễ quý tu nữ cô Như Pháp, cô Phúc Hạnh. Dạ chào quý thiền nam tín nữ. Dạ không biết là âm thanh của tự nhiên có nghe rõ không ạ? À? Dạ cảm ơn Tina, cảm ơn cô Phúc Hạnh. Dạ bây giờ tự nhiên xin xin đọc kinh Pháp Cú và phân tích kinh Pháp Cú số 165. Ta na quá cát tăng pa bằng á ta na sanh kít lít sa tí á ta na á cát tăng pa bằng á ta na quá quý sút chát tí sút thí út thí bát chất nành nhôm anh nhô nành nhô anh nhô quý sô thắt về. Áp là trường âm nhấn, tá đoạn âm, na trường âm thông thường, quá cá hai đoạn âm, tăng trường âm giọng nguyên âm, ba trường âm thông thường. Băng âm nguyên âm, đoạn nhấn đoạn âm, na trường âm thông thường, xăng xăng này nó dính vô không biết là trường âm nhấn hay là trường âm giọng nguyên âm đây nữa, đạo tràng bóp lên dùm. Ký đoạn âm, lít trường âm nhấn, xá tí hai đoạn âm. Dạ cảm ơn chị. Xăng trường âm nhấn có sai là chị chịu trách nhiệm nha. Đoạn hai, đoạn ba, áp trường âm nhấn, tá đoạn âm, na trường âm thông thường, á cá hai đoạn âm, tăng trường âm giọng nguyên âm, ba trường âm thông thường, băng trường âm giọng nguyên âm. Đoạn 4, áp trường âm nhấn, tá đoạn âm, na trường âm thông thường, quá quý hạng âm, xuất trường âm nhấn, chá tí hai đoạn âm. Đoạn 5, xuất trường âm nhấn, thí á hai đoạn âm, xuất trường âm nhấn, thí đoạn âm, bát trường âm nhấn, chát trường âm nhấn, tăng trường âm giọng nguyên âm. Mấy là trời? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Năng trường âm nhấn, nhô trường âm thông thường, anh
trường âm nhấn. Nhăn, trường âm giọng nguyên âm. Quý, đoạn âm. Xô, trường âm thông thường. Thá, đoạn âm. Dê, trường âm thông thường. Gì đây? Sang. Thấy không? Không hết. Cái gì vậy? Chỉ cái gì không hiểu nữa. Atana wakatang ba bang Atana sang kít lít sát tí Atana akatang ba bang Anna wau sút tí sút ba chát tăng Nành nhô anh nhằng quý sổ tha dê. Atana wakatang ba pam atana sang kilit sati atana akatang ba pam atana wawisut chati sut thi asut thi pat chat tang nanyo anyang wiso thaye atana wakatang ba pam Atana sang kilit sati Atana Atana akatang babang Atana wawisut chati Suti asuti pachatang Nanyo anyang viso thayi. Tự mình điều ác làm, tự mình làm nhiễm ô, tự mình ác không làm, tự mình làm thanh tịnh, tịnh không tịnh tự mình, không ai thanh tịnh ai. Phổ thơ Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, tự nhiên đã phân tích có sai, xin ngài chỉnh sửa lại ạ. Hình như ngài nó xui bay. Dạ, kính thỉnh ngài xui bay. Alo, 123 123. Cô tôi nói tự nhiên nghe ha. Ở trên này cái câu Phật ngôn này 1 nè 2 nè 3 4, trong khi ở đây là 6 câu mà, nhưng mà 4 câu á có chữ Atana. Atana, quý vị nghe, cô tu nữ tự nhiên đọc là Atana. Nếu mà chữ ta mà đọc nó giống như chữ ắt, chữ na, thì nó đâu còn trường âm, đoạn âm gì nữa. Atana, chữ ta phải đọc nhanh chứ. Cô tu nữ tự nhiên đọc ra cái chữ ta này nó bằng với chữ ắt và chữ na. Cho nên khi mà phân tích á, thì cái điều đó không quan trọng. Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta đọc sao cho nó đúng. Atana, Atana, chứ không phải Atana, ba chữ bằng nhau. Còn với Sankilisati, Sankilisati nói rằng nghe lời của Sư Kim, chúng ta nói đó là số 7. Bởi vì chữ sân này mà sao gọi là trường âm nhấn được. Chữ sân này đâu phải là trường âm nhấn. Trường âm nhấn có nghĩa là sau nó là hai phụ âm, hoặc là phụ âm ghép. Còn đây chữ sân nghĩa là một nguyên âm, đoạn âm đi trước chữ M câu dấu chấm, trong Pali gọi là Nigahita. Thì ở đây chúng ta đọc theo chữ Á này gọi là ăn, đọc theo chữ Ý
gọi là in, đọc theo chữ ú gọi là in, gọi là trường âm đọc theo giọng nguyên âm ha. À, như vậy thì ở chỗ này mà cô tu nữ tự nhiên hôm nay bị phóng tâm ha, hay là bận công việc hay là cái gì chứ mấy bữa trước là giỏi lắm hả, bữa nay sao á, không sao nhưng mà cái giọng kệ thì không có đụng hàng ha, giọng kệ của cô tu nữ tự nhiên ở trong room này là không có đụng hàng. À, sa thủ cố gắng nghe chỉ Attana, chỉ tá và đọc nhanh một chút chứ không phải Attana, ba chữ đọc mà nó đều nhau thì chúng ta biết đó là trường âm, còn ba chữ mà đọc nhanh quá thì đó là đoạn âm, còn đây hai trường âm một đoạn âm thì chúng ta đọc là Attana. Chị ta nó nhanh hơn chút ha. Rồi, xà thủ, mến chào Sức Nhung Phạm, hôm nay đi học trễ. Rồi, hôm nay Sức Nhung Phạm đưa tay đọc không? Alo, Sức Nhung Phạm. Rồi, đưa tay ha, Sức Nhung Phạm đưa tay. Hôm nay có cô tu nữ tự duyên này sẽ hướng dẫn cho Sức Nhung Phạm này. Rồi. Bây giờ cô tu nữ ơi, tự duyên chuẩn bị tinh thần ha. Rồi mời Sức Nhung Phạm. Bàn tay đã mất tiêu rồi, không thấy đưa lên, làm sao cầm mic. Alo, Sức Nhung Phạm đâu? À, nhiều khi không phải kẹt mic là không. Thấy bàn tay rồi, xà thủ, xin mời nha. Nam mô Bụt Thầy á, Nam mô Thăng Mai á, Nam mô Sang Khai á. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, Đại Đức Tuệ Đức cùng chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ như Pháp, cô tu nữ tuệ duyên. Con xin kính chào đạo tràng. Con xin cảm ơn đạo tràng đã cho tín hiệu. Câu pháp cú 165. Attana wa katang papang attana sam kilisati attana katang papang attana wa Vishu cha ti suti asuti bak cha tang nan no anyang Vishu tha ye, tự mình điều ác làm, tự mình làm nhiễm ô, tự mình ác không làm, tự mình làm thanh tịnh, tịnh không tịnh, tự mình không ai thanh tịnh ai. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Dạ con đọc vẫn chưa được đúng lắm ạ. Con xin phép chào hồi ạ. Con xin nâng mic đến đại tràng ạ. Sa thủ Sức Nhung Phạm. Đọc vậy là quá hay. Chỉ còn có một câu cuối cùng là hơi phóng tâm một chút ha. Nhưng mà năm câu trên đọc như vậy là thấy hay rồi, có tinh thần, có theo dõi và đọc như vậy là ổn chứ không phải là không. Thì câu cuối cùng nan nhô an nhân quý sô tha dê nan nhô an nhân quý sô tha dê nan nhô an nhân quý sô tha dê. Câu này nhiều người đọc sai chứ không phải riêng Sức Nhung Phạm ha. Rồi thì cũng nên coi như quan hỷ, không phải là một mình sai mà nhiều người đọc sai cái câu này ha.
Rồi, sa thủ, sa thủ có sự đóng góp, có sự coi như là tham gia như vậy. Trên cái tinh thần này, chúng tôi rất là hoan hỷ. Rồi, bây giờ chúng ta đi vào ý nghĩa tự quận ha. Rồi, cái duyên sự của Phật môn này như thế nào, chúng ta sẽ thảo luận. Attana vakatang bà bằng, Attana vakatang bà bằng, Attana vakatang bà bằng. Thì chúng ta học về phẩm tự ngã Atta. Ở đây bốn câu đều có chữ Atta hay đó. Atta là bản thân, Atta là tự mình. Rồi chữ cá tăng là việc làm ha, việc đã làm. Ba băng do ta ba là việc ác. Vậy thì Attana vakatang bà bằng, việc ác đã được tạo ra do chính bản thân. Việc ác đã được tạo ra do chính bản thân. Câu đầu tiên ha, Attana vakatang bà bằng, việc ác đã được tạo ra do chính bản thân. Rồi bây giờ câu số 2 cũng có chữ Atta nữa. Attana sankilissati, Attana sankilissati. Cái chữ sankilissati này á, quý vị thấy tiếp đầu ngữ san ở trước có nghĩa là hoàn toàn hay là cùng. Rồi kilissati, cái động từ này do cái căn ngữ kiliss, tức là trở nên xấu, trở nên ô nhiễm, trở nên xấu, trở nên ô nhiễm. Sân kilissati, đây là một cái động từ làm ô nhiễm. Vậy thì câu số 2, Attana sân kilissati, trở thành ô uế là do bản thân, trở thành ô nhiễm là do bản thân. Rồi câu số 3 cũng có chữ Atta nữa. Attana akatang bà bần, Attana akatang bà bần. Chữ akatang ở trên thấy cả tăng là làm, ở dưới này akatang tiếp đầu ngữ a có nghĩa là không. Và chữ cá tăng do cái động từ karoti, mà ở đây nó là một cái dạng quá khứ phân từ đã được làm. Akatang đã không được làm. Vậy thì ở đây sao? Attana akatang ba bằng, việc ác đã không được tạo ra là do bản thân. Attana akatang ba bằng, việc ác đã không được tạo ra là do bản thân. Rồi câu số 4, Attana vakkhisuddhati, Attana vakkhisuddhati. Ở đây cái động từ vakkhisuddhati, một động từ số ít, có nghĩa là trở nên trong sạch, trở nên trong sạch. Động từ vakkhisuddhati tiếp đầu ngữ quý ở phía trước là nhấn mạnh cho cái động từ này, nhấn mạnh cho cái căn ngữ sốt, làm cho trong sạch, làm cho sạch sẽ. Vậy thì ở đây quý số trạch tí là trở thành trong sạch. Attana quá quý số trạch tí, trở thành trong sạch là do chính bản thân. Câu số 4, trở thành trong sạch là do chính bản thân. Rồi câu số 5, Suthi asuthi bacchattang, Suthi asuthi bacchattang. Suthi có nghĩa là thanh tịnh, trong sạch. Asuthi là không thanh tịnh, không trong sạch. Rồi chữ bacchattang là phía sau. Bacchattang ở đây nó là một trạng từ, là cá nhân hay là tự mình. Chữ bát chát tăng quý vị đã từng gặp ở đâu chưa?
Alo, ai còn nhớ chữ bát chát tăng? Sao mà em rối vậy? Nè, ở đây nè, chỉ cho coi, Sitina nè, Sikim nè, Sikmeta nè. Nè, ở đây ba người hả? Rồi còn ai nữa? À, ba người này thường lễ bái tam bảo thọ trì tam quy ngũ giới. Vậy thì chữ bát chánh tăng hằng ngày quý vị thường đọc nó nằm ở chỗ nào? Ở đây có chữ bát chánh tăng. Bát chánh tăng có nghĩa là cá nhân, có nghĩa là tự mình. À, cái gì? Bát chánh tăng. Rồi sao, chữ nú hay là chữ bát chánh tăng hí hả? Không phải. À, cái này cũng đúng đúng rồi. À, huynh nhân à, coi như không thường tụng ha, lễ bái tam bảo trong đạo tràng. Nhưng mà đưa lên cái chỗ này, à, chính xác là trong ân đức của Pháp Bảo, cái đoạn thứ 6. Bát chánh tăng quê chấp bồ huynh nhu hì tí. À, quý vị nhớ đoạn đó hả? Bát chánh tăng quê đi tấp bồ huynh nhu hì tí. Chữ bát chánh tăng đó có nghĩa, trong cái đoạn đó có nghĩa là bậc trí tự mình ngộ lấy, bậc trí tự mình, cá nhân của mình coi như hiểu về pháp. Tức là giáo pháp của Đức Phật chỉ có người trí tự mình giác hiểu. Thì ở đây chữ bát chánh tăng này nghĩa là cá nhân tự mình của huynh nhu hi, huynh nhu tức là các bậc trí, nghĩa là tới một trường hợp nào đó tự mình ngộ lấy. Thì chữ bát chánh tăng này ở đây có nghĩa là xuất thí, xuất thí bát chánh tăng trong sạch hay không trong sạch liên quan đến cá nhân. Trong sạch hay không trong sạch đều do tự mình. Đó là cái đoạn thứ ba, thứ tư hả? Đoạn thứ năm nhé. Tịnh, không tịnh là tự mình. Rồi câu cuối cùng, câu này là câu khó nè, ai cũng bị bắt chỗ này. Nanh nhô anh nhân quý sô thát về. Nanh nhô anh nhân quý sô thát về. Chính anh nhô, quý vị thấy do cái từ ná cộng với anh nhô. Chữ ná có nghĩa là không, mà anh nhô, anh nhô ở đây do cái từ anh nhá, có nghĩa là người nào, mà nanh nhô có nghĩa là không người nào. Nanh nhô là không người nào. Rồi anh nhân do từ anh nhá, anh nhân có nghĩa là người khác, không người khác. Anh nhân hay là phá rã cũng được, phá răng cũng được. Thì anh nhân có nghĩa là người khác. Rồi quý sô thát dê, quý sô thát dê đây là một cái từ mà chúng ta thấy tiếp đầu ngữ của nó là quý ha. Sô thát dê do các căn ngữ sốt là làm thanh tịnh, làm cho sạch sẽ, và có chữ quý ở phía trước có nghĩa là rõ ràng. Quý sô thái dê ở đây có thể làm cho người khác trở thành trong sạch. Có chữ anh nhân kèm theo, tức là anh nhân quý sô thái dê có thể làm cho người khác trở thành trong sạch. Thì cái điều đó chỉ anh nhô nói là không người nào, không người nào có thể làm cho người khác trở thành trong sạch. Thì cái câu cuối cùng, nanh nhô anh nhân quý sô tha dê, không người nào có thể làm cho người khác trở thành trong sạch.
À, và ngài hòa thượng với năm từ rất là ngắn gọn ha, không ai thanh tịnh ai. À, tuyệt vời ha. Lời dịch của ngài hòa thượng Minh Châu ngắn gọn, xúc tích rõ ràng. Rồi, câu Phật ngôn 165, Minh chào huynh hành thá đi học kể. Câu Phật ngôn này cho chúng ta ý nghĩa việc ác đã được tạo ra do chính bản thân, trở thành ô uế là do bản thân. Việc ác đã không được tạo ra là do bản thân, trở thành trong sạch cũng do bản thân. Trong sạch hay không trong sạch liên quan đến cá nhân, không người nào có thể làm cho người khác trở thành trong sạch. À, xin lặp lại câu Phật ngôn 165. Việc ác đã được tạo ra do chính bản thân, trở thành ô uế là do bản thân. Việc ác đã không được tạo ra do bản thân, trở thành trong sạch là do bản thân. Trong sạch hay không trong sạch liên quan đến cá nhân, không người nào có thể làm cho người khác trở nên trong sạch. Và ngài hòa thượng Giới Đức đã phổ thơ lục bát thế này: điều làm điều ác giữ do ta, với điều ô nhiễm cũng là mình thôi. Từ tôi thanh tịnh bởi tôi, ai người thanh tịnh cho người có đâu. À, xin lặp lại: làm điều ác giữ do ta, với điều ô nhiễm cũng là mình thôi. Từ tôi thanh tịnh bởi tôi, ai người thanh tịnh cho người có đâu. Rồi bây giờ coi như là ngài hòa thượng Minh Châu ha: tự mình điều ác làm, tự mình làm nhiễm ô, tự mình ác không làm, tự mình làm thanh tịnh, tịnh không tịnh tự mình, không ai thanh tịnh ai. Tự mình điều ác làm, tự mình làm nhiễm ô, tự mình ác không làm, tự mình làm thanh tịnh, tịnh không tịnh tự mình, không ai thanh tịnh ai. Rồi bây giờ Huỳnh Hành Pháp có muốn lên đọc cái bài này không? Khỏi cần phân tích à, miệng liền đi, khỏi cần phân tích ha, chỉ lên đọc thôi. Rồi Huỳnh Hành Pháp ưu tiên cho cán bộ ha. Rồi mời Huỳnh Hành Pháp lên đọc cái bài này, khỏi cần phân tích, mình nếu kể được càng hay nữa. Rồi mời Huỳnh Hành Pháp nha. Trước khi đi vào duyên thì chúng ta sẽ nghe Huỳnh Hành Pháp. Alo, mất cỡ gì mà không chịu lệ dùm. Ồ, thấy bàn tay rồi, xin lỗi xin lỗi. À, xin mời nha. Dạ, con đánh lễ sư ạ. Quý đạo, con kính chào với cô tu nữ và toàn thể đạo tràng. Sư là con cán bộ mà con thấy mất cỡ. Dạ, sao con xin đọc bài kinh sách của 165 Atana quả các tăng ba băng tan na sa sang ki sati Atana Akatang patang atanawa visut visut chi hati suti asu suti pachatang nangyo anyang visu thaye. Cũng khó nhận rồi ạ. Atanawa patang patang Atan na sang kil sa ti atan pang ma
Visuchi hati sutti asutti pachatang năng nhu ăn nhân Visuta gì? Dạ, tự mình làm, tự mình đi ác làm, tự mình làm ô nhiễm ô, tự mình ác không làm, tự mình làm thanh tịnh, tịnh không tịnh, tự mình không ai thanh tịnh ai. Dạ, con đọc xong ạ, đọc trong sai nhiều ạ. Dạ, dạ con sẽ biết lại nhé. Dạ. Sa thú huynh hành pháp, dù vô trễ nhưng mà có lên tham gia thì thấy cũng có tinh thần đóng góp ha. Đó là cũng một điều chúng tôi rất là hoan hỷ. Rồi cái gì, rồi không có đưa tay là đọc liền chứ không có nói gì hết đó. Đó theo lời yêu cầu của huynh Giang Nhật Hà. Rồi mời Siết Hà. Rồi đây bài học nè, thấy chưa? Dạ Nam Mô Bích Hà, dạ Nam Mô Thầm Hà, dạ Nam Mô Sang Khai, dạ. Dạ con kính lệnh lại ngày Trí Đức Chị Tôn Đức Tăng, kính lại các cô tu nữ và con kính chào đạo tràng. Dạ con thấy bài rồi, dạ con cảm ơn ngài cho con lên đọc rồi, vậy con làm cho nó lại. Attana Wakatang Ba Bang Attana Sankhilisati Attana Attatang Ba Bang Attana Wawisuchati Suthi Asuthi Pachatang Nyanyanno Anyang Wisso Tha Ye. Dạ con xin đọc thêm. Attana Wakatang Ba Bang Attana Attana Sankhilisati Attana Akatang Ba Bang Attana Wawisuchati Suthi Asuthi Achatang Nyanno Anyang Annang Viso Tha Ye. Mình đều ác làm, tự mình làm nhiễm ô, tự mình ác không làm, tự mình làm thanh tịnh, tịnh không tịnh, tự mình không ai thanh tịnh ai. Dạ bản dịch của Hà Thượng Thích Minh Châu. Dạ con có sai ngài chỉnh sửa. Dạ con xin cho mất rồi. Ơi sa thủ Diệt Hà, quý vị thấy đọc cũng hay ha, đâu có chỗ nào sai đâu. Coi như lão luyện rồi, Thiết Hà. Coi như chữ năm nhô ha, hơi vấp chỗ đó anh tỷ. Rồi alo, Sư Sukha. Sukha và Dukha, nghĩa là vui và buồn nè. Không biết cái tâm trạng bây giờ vui hay là buồn. Vui thì đưa tay đọc thôi, khỏi phân tích. Hoặc là lâu lâu lên kệ cũng được. Alo, Sika, Sukha và Dukha, có thể cầm mic được không? Hôm nay duyên sự ngắn, cho nên trình bày cũng lẹ. Còn thời gian, bây giờ Sika, Sukha, đưa tay được không? Rồi, chắc bận rồi. Sukha cũng là một cựu trào nha. Quý vị biết rằng Sukha cũng giỏi lắm á, nhưng mà vì hoàn cảnh lúc vô được, khi mà đương cầm mic mà nghe chó sủa là thấy là bó mic liền. Cũng trường hợp hơi đặc biệt thôi. Bây giờ chúng ta nghe duyên sự ha. Câu Phật ngôn 165, nhưng mà trước khi nghe duyên sự, chúng tôi xin đọc qua một lần để rồi đi vào duyên sự. Attana wakatang ba bang attana sankhilisati attana akatang ba bang attana wawisuchati suthi asuthi
bát chát tăng nan nhô an nhân quý sô thái dê. Thôi bây giờ ta qua dòng kệ ha, dòng kệ thì một lần chúng ta đọc hai câu. Attana wa kan tang ba bang antana sang linh sa ti antana kan tang ba bang antana wa vi sun cha ti sun thi a sun thi ban chan tang nan yo an nhang vi so tha ye. Tự mình điều ác làm, tự mình làm nhiễm ô, tự mình ác không làm, tự mình làm thanh tịnh, tịnh không tịnh tự mình, không ai thanh tịnh ai. Câu Phật ngôn này được Đức Phật thuyết ra tại chùa Kỳ Viên, đề cập đến một cận sĩ nam tên là Chu Lắc Ca Lá. Chu Lắc Ca Lá, alo, quý vị viết dùm tên của cận sự nam này. Chu Lắc Ca Lá. Chữ này có hai cách viết. À, quý vị đã từng học Pali rồi. Thì bây giờ chữ này viết sao? Quân Giang Nhật Hà, nó xíu, giống lên thấy. Chu Lắc Ca Lá, rồi, chính xác. Siết Hà cũng bất dứt, à, viết theo Huynh Giang Nhật Hà. Rồi Siết Kim cũng bất dứt luôn, tức là ba người y chang vậy ha. À, một cách viết thứ hai, không có dấu huyền ha. Không có dấu huyền, không phải là trường âm thông thường, mà đó là một trường âm nhấn. Nếu là một trường âm nhấn thì ý nghĩa cũng giống nhau. Chun Lá Ca Lá, chữ chun ha, hai chữ L. Chun Lá Ca Lá. À, quý vị viết thử chữ Chun Lá Ca Lá, nó cũng giống như Chu Lá Ca Lá. Cái này chúng ta đọc là Chu Lá Ca Lá. Ôi Sa Thủ Sĩ Kim, Chun Lá Ca Lá. À, hai từ này giống nhau hả? À, gọi là tiểu gì đây? Gọi là tiểu thời hả? Chữ ca lá là thời gian. À, thì chúng ta cũng đã từng gặp một cái trường hợp gọi là maha ca lá ha, maha ca lá. Bây giờ thì chúng ta gặp chu lá ca lá. Là câu chuyện để rồi chúng ta ôn cố chi tăng. À, qua câu chuyện này chúng ta nhớ đến một người khác tên là Maha Ca Lá. Thì cận sĩ nam Chu Lắc Ca Lá là một người thuần thành, tức là ông ta nghĩa là rất là siêng năng đến nghe pháp nơi Đức Phật. Bởi vì ông ta ở trong thành Sawatthi vào những ngày trai giới, ông đến chùa nghe pháp suốt đêm hành thiền, nghĩa là tạo những cái thiện sự suốt cả ngày, rồi bằng đêm nghe pháp, rồi hôm sau mới trở về nhà. Tức là ngày bắt quan trai thời kỳ của Đức Phật thì cận sĩ nam, cận sĩ nữ, nhất là cận sĩ nam hay vô trong chùa tham thiền niệm Phật tụng kinh, rồi coi như bố thí trì giới tham thiền, coi như là suốt cả ngày đó và cả đêm đó luôn, hôm sau mới về. Ngày có con trai thời kỳ Đức Phật là vậy. Thì vào một ngày bắt con trai, ông đến chùa nghe pháp, tạo thiện sự, và trong cái đêm đó có một bọn cướp đào hang ngầm vào nhà một gia chủ nọ. Rồi khi mà bị gia chủ phát giác, chúng bỏ chạy tứ tán. Một tên cướp chạy đến trước mặt của ông thiện nam Chu Lắc Ca Lá này, quăng bỏ cái gói đồ đã ăn trộm được.
Khi ông vừa đến bờ hồ múc nước, súc miệng, rửa mặt, thì cái vấn đề này y chang như câu chuyện của Mahakala. Tức là ông cũng là ông thiền nam, cũng đi ra buổi sáng ra súc miệng rửa mặt ở bên bờ hồ, thì bụng cướp chạy ngang qua cũng dục cái đồ, rồi người ta rượt đuổi theo bắt được ông, thấy được cái gói đồ đó và nghi anh ta là kẻ ăn trộm. Rồi bây giờ vô chùa giá dạng đạo đức này kia đập ông ta chết ngất. Đó là Mahakala hả. Nhưng mà Chulakala này cũng đang súc miệng rửa mặt, thì những người rượt đuổi bọn cướp thấy tang vật ở trước mặt của ông thiện nam này, nghi ngờ ông ta là kẻ trộm, bắt lấy bính đập ông ta. À, thời mai có một nhóm nữ tỳ buổi sáng sớm cũng đến hồ múc nước, thấy được việc đó đã căn ngăn rằng: này mấy ông chủ ơi, đừng có đánh nữa, ông này không làm cái việc trộm cắp như thế đâu. Và nhóm nữ tỳ đó đã phân giải rõ ràng về giới hạnh của Chulakala, và Tăng Sĩ Nam được tha. Chulakala đi vào trong tịnh xá và trình bày với các vị tỳ kheo về câu chuyện bị oan đang rửa mặt bị nó đánh đập tơi bời. Bạch các ngài, con vừa mới bị người ta đánh gần chết, nhờ các cô nữ tỳ đi múc nước mà con được sống sót ở đây. Các vị tỳ kheo đem cái chuyện này trình lên Đức Phật, và Đức Phật dạy rằng: này các tỳ kheo, thì nam Chulakala nhờ các nữ tỳ đổ nước biện hộ, và cũng do chính mình không làm tội lỗi mà được toàn mãn. Quả thật đã gọi là chúng sanh thì phải theo cái công lệ tự mình làm ác, tự mình nhiễm ô, tự mình sa xuống ác đạo địa ngục, và cũng tự mình làm lành, tự mình thanh tịnh mà sanh lên nhàn cảnh và giải thoát niết bàn. Thế là Đức Phật ngài đã nói lên câu Phật ngôn 165 này: Atana wakatang ba bang atana sang kilisati atana akatang ba bang atana wawisuchati suti asuti bachatang nanyo anyang wiso thaye. Tự mình điều ác làm, tự mình làm nhiễm ô, tự mình ác không làm, tự mình làm thanh tịnh, tịnh không tịnh, tự mình không ai thanh tịnh ai. À, ý nghĩa của Phật con này là làm dữ cũng bởi ta, mà nhiễm ô cũng bởi ta, làm lành cũng bởi ta, mà thanh tịnh cũng bởi ta, tịnh hay bất tịnh đều bởi ta, chứ không ai có thể làm cho ai thanh tịnh được. Cái nào tự mình đã tạo ác nghiệp do bất thiện thì phải thọ cái quả khổ trong bốn ác đạo là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula. Tự mình làm nhiễm ô. Còn cái nào tự mình đã không tạo nghiệp ác thì sẽ siêu sanh về nhàn cảnh và chứng đắc niết bàn. Tự mình thanh tịnh lấy mình, một bên là sự thanh tịnh, một bên có tên gọi là thiện nghiệp, một bên là sự không thanh tịnh có tên là bất thiện nghiệp. Các chúng sanh tạo nghiệp nào thì rốt cuộc sẽ phải thọ quả của nghiệp ấy chẳng sai. À, ngoài ra không có ai khác làm cho ai trong sạch được, cho nên Đức Phật đã dạy: không ai làm cho ai thanh tịnh, không ai làm cho ai nhiễm ô. Và khi câu Phật ngôn này chấm dứt, Cận Sự Nam Chulakala chứng đắc thánh quả Tu Đà Vương. Duyên sự này cho chúng ta thấy rằng kẻ trộm vứt đồ bỏ chạy đi, thiền nam ra sớm bị tình nghi, thời mai quả chết như ông trước, nhờ có lời can của nữ tỳ. Phật dạy tự mình sanh nhiễm ô,
do nhân nghiệp ác quấy hồ đồ, tự mình thanh tịnh không làm ác thì chẳng xa vào cảnh ác thô. Rồi câu Phật ngôn 165 chuyên sự cũng đã trình bày xong. Bây giờ thời gian còn lại, mời quý vị có ý kiến. Tại sao gọi là Chu La Cà La? Ông này gọi là tiểu ha. Còn có một ông Maha Cà La, ông đó cũng đi vào chùa thọ Bát Quan Trai một ngày một đêm, rồi sáng sớm ra bờ hồ để xúc miệng rửa mặt. Rồi bọn cướp chạy ngang qua giục quá đồ, thì rồi người ta đuổi tới nơi thấy ông ta đường xúc miệng rửa mặt ở trong chùa, thấy quá đồ đó bắt ông ta đập chết ngắt luôn. Thì như vậy ông ta chết một cách nặng nề, chết một cách oan ức, bất xứng, có nghĩa là ông ta tạo thiện nghiệp mà. Bố thí trì giới tham thiền là một cận sĩ năng thuần thành đối với Tam Bảo, nhưng mà cũng ra xuất miệng rửa mặt bị đập chết. Ông đó bị đập chết, ông này bị đập ngất ngư, cũng là ra cái xuất miệng rửa mặt. Rồi bọn trộm cũng chạy ngang qua giục gói đồ, bắt được ông này đập gần chết. Trong khi đó có cái nhóm nữ tỳ, tức là cái theo cái giới mà chiên Đà La, nô tỳ họ đi làm những việc nặng nhọc, thì những người nữ này buổi sáng đi múc nước về phục vụ cho chủ. Tới múc nước và họ biết được cái ông Chu La Cà La này là một cái người đàng hoàng, một cái người có giới hạnh, cho nên ra sức căng ngăn. Mặc dù căng ngăn như vậy nhưng mà bị đập cũng ngất ngư gần chết. Rồi người ta thả, ta buông thà. Thì ông này còn sống cho nên gọi là tiểu, còn ông kia bị đập chết gọi là đại. Ông kia ác nghiệp nặng hơn. Mà bây giờ quý vị thấy rằng sự việc lại xảy ra sống hay chết do cái gì? Do cái gì mà cười? Phải biết nguyên nhân chứ. Ông Maha Cà La vì một người nữ để rồi bây giờ bị đập chết. Rồi cái ông Chu La Cà La cũng vì những người nữ mà ông được buông tha. Một ông sống, một ông chết cũng vì đàn bà. Nói vậy không biết có đúng không? Và để ý trong câu chuyện này, hòa vô đơn chí, phước bất cùng đài. Tức là chuyện gì cũng ở trên trời, nó rớt xuống. Ông tiểu sống còn, ông đại chết ngắt, là chính xác. Và bây giờ, Huỳnh Giang Nhạc Hà có thể làm sáng tỏ chỗ này không? Thôi, mời Huỳnh Giang Nhạc Hà. Alo, biết ông đại ông tiểu tại sao chết, ông nào sống thì biết quá rành rồi. Rồi mời Huỳnh Giang Nhạc Hà có ý kiến về câu Phật ngôn 165. Bàn tay đâu rồi? Rồi sa thú. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Dạ, Nam Mô Thầm Mà Dạ, Nam Mô Sàng Khà Dạ. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Trí Đức, Sư Tòa Đức, quý sư, quý cô, tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, thì cũng cách đây cái câu trước á, là con có nghe Ngài giảng về ông Maha Cà La. Rồi bữa nay thì Chu La Cà La, thì con thấy là hai ông, một ông đại một ông tiểu, đều có đi vô chùa rồi nghe pháp mà cũng sao mà bị oan, rồi người ta luyện đồ giống cái duyên sự nhau, mà ông tiểu này thì được mấy người nữ này giúp đỡ thì sống, còn cái ông đại bữa trước á, thì là bị người ta đập chết. Con thấy cũng hơi oan, cho nên
Con thấy cái duyên sự này nó cũng hai cái rất là giống nhau, mà một ông thì là không biết là có cái nghiệp mà tiền nghiệp như thế nào mà ổng cũng được sống, còn cái ông trước thì con nghe ngài kể cái nghiệp của ổng do cái tiền nghiệp nó nặng quá cho nên ổng mới bị đập chết. Thì con thấy tóm lại là cũng là do những cái nghiệp của mình làm trong quá khứ. Thì cái câu này con cũng thấy tới bốn chữ tự mình và tự mình. Thì Attana cái gì là mình cũng phải phải tự mình làm hết. Thì nó cũng giống như cái câu 160 hôm bữa ngài có dạy, là cái con cũng rất là thích cái câu đầu tiên đó. Atta hi attano natho. Thì người Việt mình hay dịch ra là tự mình là hải đảo cho chính mình, tự mình đốt đuốc mà đi, hay là tự mình làm thầy cho chính mình, rồi tự lực cánh sinh chẳng hạn. Thì cái Mỹ nó cũng có một cái câu nó rất là nó tóm lại cũng y chang giống vậy, nó nói we responsible for our own action, là mình phải chịu trách nhiệm cho. Dạ, không biết đạo tràng còn nghe không ạ? Alo. Dạ, cảm ơn Christina. Dạ, thì cái câu mà người Mỹ người ta nói là mình phải chịu trách nhiệm cho những cái hành động của mình. Thì con thấy nó rất là áp dụng cái câu Phật ngôn này rất là xác thực. Mình chính là cái nơi nương tựa của mình, tự mình y chỉ mình thôi. Chứ nhiều khi mình lên mình đọc bài á, nếu mà mình quên này nọ đó thì mình cứ phân tích. Chứ còn mình nhiều khi mình nghe người khác mà xúi bậy á, cái có khi mình sai theo á thì cũng bị oan. Nếu mà mình tự mình phân tích á, nếu sai á, mình có người khác sửa á, là bữa sau là mình sẽ nhớ dai hơn. Con cái kinh nghiệm bản thân của con thấy là vậy. Chứ còn nhiều khi có người khác xúi mà trúng á, thì không sao, mà lỡ sai cái là mình bị oan. Dạ, thì nói là cái câu này á, thì nó câu Atta hi attano natho thì nó cũng rất là hay, là hải đảo tự thân á. Thì con nhớ là có một cái vị thiền sư Việt Nam mình nổi tiếng, mình cũng đã dịch cái câu hải đảo tự thân này thành một cái bài bài thơ mà cũng nhiều người hay phổ nhạc, về là quay về nương tựa. Hải đảo tự thân, chánh niệm là bụt soi sáng xa gần, hơi thở là pháp bảo hộ thân tâm, năm uẩn là tăng phối hợp tinh cần, thở vào thở ra là hoa tươi mát, là núi vững vàng, nước tĩnh lặng chiếu không gian thênh thang. Thì con rất thích cái câu đầu tiên đó, cái câu hải đảo tự thân. Thì con cũng góp ý vài lời, có gì sai thì con xin mong sư và đạo tràng chỉnh sửa giùm, xin đóng góp cùng với con. Dạ, con xin xuống mic, con xin nhường mic lại cho đạo tràng ạ. Sa thủ huynh Giang Nhật Hà, được rồi. Như vậy mà cứ né hoài, nhiều khi mời cũng lên, có nhiều ý kiến quá hay, có chiều sâu, hay quá mà huynh Hạnh Phát mà còn khen nữa. Nhưng mà ở đây không biết nói thế nào, đụng chạm mà thấy Sĩ Kim có vẻ hơi khó chịu. Tại sao Sĩ Kim tặng bông tặng hoa còn cười vậy đó? Như vậy là bộ huynh Giang Nhật Hà số 7 hay sao? Mời Sĩ Kim có ý kiến về câu Phật ngôn này. Người ta phân tích, người ta có ý kiến, mình phải lắng nghe. Đây còn cười khi dễ hả? Xin mời Sĩ Kim. Con xin kính chào sư Chí Đức, sư Phước Sa Sư, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Sư đừng có nói kích, sư đừng có gấp lời bỏ vô miệng người ta đấy sư. Sư, tại vì cô tu nữ đại diện lúc mà cô hỏi đó, mình thì cô chạy qua cái chữ kia mà con không biết cô hỏi chữ nào nữa. Con nghĩ là cái chữ con đánh vô lộn thôi, chứ con đâu có cố ý đâu. Giống bài tự mình á, vui thiệt á.
Thì văn nhà Việt văn người khả cũng nói là tự mình nghe thứ bảy, sư nói thứ bảy, tự mình nghe thứ bảy là chết chắc. Thì đúng y chang vậy rồi đó. Trong bài này nó cũng đơn giản thôi sư, thì do chỉ thuật quả nghiệp duyên thôi. Thì như ông mà cái ông mà trước là ông Maha Kala đó, thì ổng làm cái nghiệp của ổng nặng quá. Ổng do cái sự mà ham mê sắc đẹp của người vợ mà ổng đã du oan giáo họa cho cái người mà vô tội, rồi chẳng vậy mà còn giết người ta nữa, rồi cướp vợ người ta, tội ổng quá nặng đi. Thành ra ổng bị nghiệp quả đọa xuống địa ngục, rồi chịu khổ rất nhiều năm, rồi lên lên trên được làm người thì cũng bị nhiều kiếp bị vậy, rồi cuối cùng cái kiếp này mà ổng có tu tập đó, thì cũng không có trốn khỏi cái nghiệp. Còn cái ông mà tu lá kha lá này á, thì chắc có lẽ là nghiệp của ổng cũng làm tự giống vậy, nhưng mà nó không có giết người, không có làm cho tổn hại, chỉ là làm mà không có nặng quá, có lẽ là không có cướp vợ người ta, hay không có du oan người ta, chỉ là tham một cái gì đó nhưng sau đó hối hận và không làm, không làm. Con nghĩ rằng như vậy, tại vì trong cái bài này Đức Phật không có kể cái duyên sự của vị này, nhưng mà chắc cũng có làm cái điều tương tự giống vậy, cũng là du oan giáo họa người ta để người ta bị tội, nhưng sau đó thì lên sám hối và nói cái đó là tại tôi bày đặt thôi, tôi đổi thừa cho cái người đó thôi. Thì có thể con nghĩ rằng như vậy đó sư. Cái vị thuật quả nghiệp duyên á, quy pháp khá ta vô á, nó rất là công bằng, nó không có nhượng nhịn ai hết trơn á, nó không có phe đảng ai hết. Trồng cái gì á thì ăn cái đó, làm cái gì thì ăn cái đó, trồng cây cam thì ăn trái cam, chứ không phải ăn được trái thầy tự đâu. Con nghĩ là như vậy. Còn rồi con chế nhạo ai, tại con tự con cười con thôi. Con làm mà con không để ý đó, con cứ đánh thấy chừng ông đọc thêm cái đầu là nghĩ giống vậy, nhưng mà khi mà cổ đọc qua cô hỏi, cổ đọc qua cái khác thì con lại nghĩ là chắc cổ hỏi cái chữ đó, con không nghe cổ phân tích cái chữ trước là chữ gì, thì con đánh đại câu đó thôi. Nhưng mà con nghĩ rằng cổ biết, chắc đại là cổ quên gì đó, nhưng mà không nhờ con nhờ dòm lại con thấy thứ bảy, con thêm nó đánh lên là thứ 7, chắc mình chết rồi, chắc mình nói cái chữ nó sai rồi. Tại cái chữ tăng á thì nó là trường âm đọc theo nguyên ăn, mà kế bên đó là chữ clip là trường âm ngắn, thì chắc con nói không biết lộn cái nào nữa, thôi kệ đi. sai thì sám hối xin lỗi thôi, chứ đâu gì đâu. Thì trong cái câu kệ này thì con thấy cái câu mà chính xác nhất là Đức Phật cũng nói là phát chắc tăng, phát chắc tăng tức là tự mình thôi. Tại vì mình làm thì mình cởi tạo nghiệp gì là do mình thôi, chứ không ai làm dùm cho mình hết, cũng không ai gánh chịu dùm cho mình hết. Thành ra với bài học này cho con một bài học, làm cái gì á, thì phải biết mình làm cái gì, đừng có sai. Giống như các hồi kiếp trước đó, cô Thị Duyên cũng nhắc người ta sai giống như vậy. Bây giờ trời xui đất khiến cho con không giật, con cũng nhắc cổ sai giống như vậy. Thì cổ thị người chị tôi quả báo, nhắc sai người ta, giờ con nhắc sai, mà con xin sám hối là con không để ý. Lúc mà con đánh cái chữ lên đó, thì con lính dính con đánh sai vậy thôi. Nhưng mà con sám hối chắc là cái kiếp sau chắc cũng có người cũng đánh sai cho con giống như vậy, con hỏi cũng nhắc sai giống như vậy, chắc vậy á. Nhưng mà chuyện này chuyện nhỏ, không có bự cho lắm. Mà chắc sai một cái chuyện quan trọng mà làm một sai đi một ly, đi một sai một ly, đi một dặm rất là nguy hiểm. Con giờ còn có 7-8 phút à. Như là năm 1980 mấy à, con nhớ. Thì cái nhà băng Wells Fargo đó rất là lớn, một trong những nhà băng lớn của nước Mỹ. Thì cái người mà mỗi một ngày hay mỗi một tháng hay một tuần gì đó, nó phải glow cái đó để mà nó run
nó gần cái reset lại cái hệ thống program của đó. Thì cái người chủ, cái người CEO hay cái người chủ nói với cái người mà làm cái đó thì 2 giờ sáng anh nên làm cái đó, mà cái ông làm á, ông không giặt, ông tưởng là 2 giờ chiều. Lúc 2 giờ chiều ông làm đó thì cái giờ đó những cái customer người ta, những khách hàng người ta làm rất nhiều, người ta vô đó, ông xóa đi cái một đống của mấy cái information, những cái chi tiết mà người ta thì miễn cho là người ta vô ra, áp sau vô ra rất nhiều, làm cái nhà băng queo sửa chữa cả một năm trời mới xong. Con nghe cái tin đó đó, thì một sự phóng dật này nghe từ mà 2 giờ sáng qua tầm 2 giờ chiều á, thì rất là lớn. Nó làm tổn thất rất nhiều cho cái hệ thống nhà băng Wells Fargo, con chỉ biết vậy đó. Cũng có những phóng dật mà quan trọng, cũng như con chẳng hạn như giờ có chiến tranh mà có một sự hiểu lầm rồi đó, thì cái bấm cái nút nguyên tử á, mà bấm sai đó thì người nói không mà bấm á, thì nó làm cho đảo cộng của thế giới rất là quan trọng. Nhưng mà nói tóm lại thì từ việc nhỏ cũng như việc lớn, thì khi chúng ta làm cái gì thì chúng ta phải biết chúng ta làm cái đó. Thì trong Đức Phật hay nói đó là chánh niệm và tỉnh giác, thì cái quan trọng đó là sự ghi nhận của mình, rồi biết mình đang làm cái gì mới là quan trọng. Thì trong đây thì Đức Phật cũng nói giống như vậy, thì mình làm cái gì mình tự thức biết mình làm cái đó. Tịnh hay không thanh tịnh cũng do tự mình làm, chứ không có ai làm mình cho mình hết. Vậy nó còn có 4 phút thôi, không còn thời giờ nhiều nữa. Nhưng mà bài này cũng không có gì nhiều lắm, không có gì, cũng giống như mấy thời trước thôi. Thì cũng nhân quả thôi, làm cái nào thì gánh quả đó. Mình làm quả nặng thì mình chịu cái quả nặng. Mình làm quả thật khổ, mình gánh quả thật khổ. Còn mình làm quả khổ vừa thì mình gánh quả khổ vừa. Mình làm quả khổ ít thì mình được gánh quả khổ ít. Còn mình làm quả thiện bự thì mình được cái quả thiện to. Còn mình làm quả thiện vừa, mình được quả thiện lớn. Còn làm cái chuyện nhỏ thì mình được quả thiện lớn, chẳng hạn như vậy. Còn cũng xong rồi, nó cũng còn có mấy phút thôi. Trong khi con chia sẻ như vậy, con có điều gì sai á, thì con xin các sư cô tu nữ và quý Phật tử cho con biết sự sai để con sửa lại. Và con xin trả máy con lại cho mời sư lên để sư kỵ tội con tiếp. Còn xin chúc quý vị trong đạo tràng ngày ăn vui và may mắn. Con xin trả máy ra và chung xin mời sư. Sao thú chị Kiều. Nhưng mà đi vào thực tế trong câu Phật ngôn này, chúng ta thấy Maha Ca La và Chula Ca La. Ca La có nghĩa là thời gian, Maha là lớn, Chula là nhỏ. Vậy thì thời gian lớn và thời gian nhỏ ở đây như thế nào? Để cho chúng ta thấy rằng đúng, sai, thiện, ác, tịnh và bất tịnh. Nên thời gian lớn có nghĩa là thực tế đi, trong đạo tràng này, quý vị vào sớm thì có thời gian nhiều. Mà có thời gian nhiều thì quý vị coi như chú tâm vào câu Phật ngôn này, quý vị đọc không sai. Còn quý vị mà vào trễ, thời gian ít quá và nắm bắt nó chưa có nhuần nhuyễn thì quý vị đọc sai nhiều. Một bên có thời gian và một bên không có thời gian. Để rồi chúng ta hiểu về câu Phật ngôn này, đại thời và tiểu thời, cũng hai cái ông đó. Câu chuyện cũng y chang như vậy. Nhưng mà người sống người chết, người sống người chết, thì chúng ta hiểu rằng cái thời gian mà dài á, chúng ta sẽ coi như nắm chắc vấn đề hơn. Để rồi khi mà đọc cái bài này, chúng ta thấy đọc một cách trơn tru, chúng ta theo dõi, chúng ta coi như nắm bắt, để rồi không có sai, không có trật. Còn mình vô trễ, lục dục, nhiều khi quên rửa mặt, hoặc là chưa uống cà phê nè, ở người không có tỉnh táo, thì chúng ta sẽ vấp nhiều cái trở ngại. Thì như vậy,
Thì như vậy ở đây chứ đại thời và tiểu thời, để cho chúng ta thấy rằng đại thời có thời gian nhiều và tiểu thời thời gian ít. Để rồi trong cái tịnh và bất tịnh, trong cái thiện và bất thiện, chúng ta có sự suy tư nhiều hơn. Trước khi làm, khi đang làm và sau khi đã làm, mình hoan hỷ với thiện sự đó. Rồi sa thú. Câu Phật 165 cho chúng ta thấy rằng tốt hay xấu cũng tự mình. Mà quý vị trong đạo tràng này hãy đọc cái bài mà nắm điều quán tưởng rất là tuyệt vời. Ta đi với nghiệp của ta, dầu cho tốt xấu tạo ra tự mình, theo ta như bóng theo hình, nhân nào quả nấy, phân minh kết thành. Đó là một cái điều mà quý vị đã nắm bắt trước, để rồi khi học đến câu Phật ngôn này thì thấy nắm điều quán tưởng là một cái điều mà quý vị thường xuyên trì hành. Cho nên sự hiểu biết về giáo pháp của quý vị rất là có chiều sâu. Sa thú, bá lý quý vị đọc cũng chạy luôn nữa, cái bài mà nắm điều quán tưởng. Đó là cái điều mà chúng ta luôn luôn suy tư. Rồi buổi sinh hoạt của chúng ta xin được kết thúc ở nơi đây với câu Phật ngôn 165. Chúng ta cố gắng trì hành để rồi biết rằng nghiệp tốt hay xấu, thiện hay bất thiện, đi lên hay đi xuống cũng do chính mình quyết định. Xin chư thiên hoan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì.